Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là chấn động giúp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 đón Tết 2024 ấm no, giàu sang, sung sướng, hốt vàng, hốt bạc. Đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, được lộc bề trên, may mắn ngập trời, trúng số liên tiếp, đón Tết 2024 giàu có hơn người, tiền vàng nhét chật két. Thần tài lộc ghé nẻo đường, đường dài thịnh phát khí vượng thanh thang, hai tay dâng hưởng giàu sang, chấm thêm điểm sáng an khang nơi này, chẳng còn vất vả nơi đây, không cần chờ đợi lộc bay khắp nhà. Vâng, thưa quý cô bác tuổi Kỷ Dậu thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Kỷ Dậu sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Kỷ Dậu hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Kỷ Dậu phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng cô bác tuổi Kỷ Dậu đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Kỷ Dậu không được dễ dàng làm mấy. Kỷ Dậu thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Kỷ Dậu hãy luôn cảm thấy biết ơn ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Kỷ Dậu những điều bất như ý cô bác nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Kỷ Dậu hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Kỷ Dậu đang có, dù thuận lợi hay khó khăn cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Kỷ Dậu, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác Kỷ Dậu nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Kỷ Dậu thay đổi thì thái độ của Kỷ Dậu cũng sẽ thay đổi theo. Thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi, và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Kỷ Dậu sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Kỷ Dậu chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Cô bác Kỷ Dậu thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi ấy bản mệnh Kỷ Dậu có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Con gà tượng trưng cho sự tự tin, kiêu ngạo và tích cực. Những người tuổi Dậu là người sôi nổi và có vẻ bề ngoài loè loẹt, tuy nhiên họ cũng là người trung thành, đáng tin cậy. Với tính cách trung thực và thẳng thắn, những người tuổi Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì với những ai không theo kịp nhịp độ của họ, do họ quá thật thà thẳng thắn. Đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Thực tế những người tuổi Dậu lại là những người rất phức tạp và có đôi chút phù phiếm. Đặc biệt, họ là những người dí dỏm tràn trề sức sống. Những người tuổi Dậu thường có xu hướng tỉ mỉ, chi tiết và cầu toàn. Họ cũng có thể là những nhà quản lý giỏi. Đối với những người cầm tinh con gà, vị trí của họ trong cộng đồng là hết sức quan trọng.
Vì thế họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình, chậm rãi mà có phương pháp. Họ thích sự phô trương, thích những nơi sang trọng, lộng lẫy và những dịp lớn khi họ có thể mặc những bộ cánh sang trọng và thời thượng nhất của mình. Nhưng sự đam mê thật sự của họ là hòa mình với thiên nhiên. Những người tuổi Dậu thường rất hãnh diện về gia đình của mình và họ là những người quản lý gia đình rất hiệu quả. Họ thích sự ngăn nắp gọn gàng, nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất. Đối với họ, sự sạch sẽ vệ sinh luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Họ thuộc tuýp người ưa chuộng truyền thống. Những người này thường thích trang trí đồ gỗ nội thất trong nhà. Trong số những người cầm tinh con gà, có nhân vật là đại biểu với tính cách giàu ảo tưởng, hành động vì trượng nghĩa. Ông ta tự cho mình là anh hùng không hề biết sợ, sẽ làm thay đổi thế giới. Thật ra đặc trưng của người tuổi Dậu có bề ngoài là người cấp tiến, tự cho mình là tài giỏi, nhưng trong lòng lại rất bảo thủ, cố chấp. Họ là người ưa tranh luận mà bất chấp người khác có cảm giác thế nào, họ luôn cho rằng mình đúng và không thừa nhận bất kỳ một khuyết điểm nào. Người tuổi Dậu thích được người ta khen ngợi, khoa trương. Khi bị một ai đó phê bình, họ sẽ dùng đủ mọi cách phản bác, không thừa nhận sai lầm của mình. Song dù như thế nào, thì mọi người vẫn yêu mến họ bởi tính cần cù chịu khó. Trong lĩnh vực kinh tế, họ là nhà quản lý có tài, họ biết làm sao để cân đối các khoản thu chi một cách đúng đắn nhất. Tính cách của người tuổi Dậu cơ bản được phân thành hai loại. Một loại thích nói chuyện phiếm, hay nói lung tung, tính cách sôi nổi, còn loại kia là những người giỏi quan sát, biết đoán ý người khác qua lời nói, sắc mặt. Hai nhóm người này rất khó sống với nhau. Người tuổi Dậu có không ít những phẩm chất tốt để bù đắp những khiếm khuyết của bản thân. Họ rất tinh nhanh, năng nổ, khả năng tổ chức cao, nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn, biết cách giải quyết khó khăn. Họ dám đứng ra vạch trần những hành vi xấu xa, nghiêm khắc phê bình người khác. Cùng đi với những ưu điểm này là khuyết điểm thích tranh cãi, luôn muốn khoe khoang những kiến thức uyên bác của mình, không hề quan tâm đến cảm giác của người khác. Nhưng một khi gặp thất bại, họ cũng không sa sút tinh thần. Phương pháp của họ là nói quan điểm của mình cho từng người một để mọi người tin họ, đứng về phía họ. Người tuổi Dậu cầu toàn, luôn mưu cầu sự tận thiện tận mỹ. Họ khá nhạy cảm với những vấn đề có tính lý luận. Khi xử lý giải quyết một vấn đề, họ luôn hành động theo một khuôn khổ định sẵn. Cũng chính vì thế mà khi gặp bất kỳ một điều gì ngoài dự tính, họ đều lúng túng, thậm chí không thể xử lý được. Tuy nhiên, họ là người tài giỏi chịu khó, có năng lực tổ chức cao, thẳng thắn, trung thực, làm việc dứt khoát quyết đoán. Người sinh năm Dậu có tướng mạo thu hút người khác, đặc biệt là nam giới khôi ngô tuấn tú, mạnh mẽ kiên cường. Họ cũng rất tự hào về tướng mạo của bản thân, muốn thể hiện mình. Mọi người không thể thấy được sự lười biếng của họ, vì họ thường có vẻ ngoài được tôn kính, đoan trang, đàng hoàng. Cho dù trong số họ có ai là người thẹn thùng nhất, thì trước mặt mọi người, người đó vẫn tỏ ra là tháo vát, nhanh nhẹn, thể hiện hết khí chất tính cách của mình. Người sinh năm Dậu là những diễn viên tuyệt vời, họ thường là nhân vật trung tâm trong mọi hoạt động, thường là vẻ đẹp lấp lánh thu hút mọi người. Tính cách của họ sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Mỗi một cử chỉ, hành động đều được mọi người chú ý. Họ mang tâm tư vui vẻ, cử chỉ tính cách nhạy bén, thường không bỏ bất cứ một cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua nguy hiểm và đạt thành công. Họ có tài năng diễn xuất và khả năng viết lách. Họ có thể tranh luận bất cứ vấn đề nào và bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn tranh luận với họ về một vấn đề nào đó, thì bạn rất dễ gặp thất bại. Khi người tuổi Dậu rơi vào trạng thái tiêu cực, họ sẽ nghĩ ra mọi cách để giữ nguyên ý mình, vì họ tin mình là đúng, chỉ công nhận ưu điểm của bản thân. Thế nhưng nếu chúng ta phân tích kỹ một chút nội tâm của họ, thì sẽ phát hiện ra mục đích mà họ làm như vậy chỉ là muốn xác định giá trị của họ. Cho nên họ không muốn nhận thức chân thật về bản thân, cũng không nên khoe khoang, khoa trương với họ mà gặp bất lợi. Nếu người tuổi Dậu sinh đúng vào lúc tảng sáng hay hoàng hôn, thì họ sẽ có đặc điểm nói dai. Càng không may là những người này thường thổi phồng, khuếch trương lời nói của họ, không hề nhận ra sai lầm, không có một đề tài nào mà họ đưa ra mang ý nghĩa đứng đắn. Người tuổi Dậu sinh vào ban đêm thì hoàn toàn ngược lại, họ cực kỳ nghiêm túc, không giỏi giao tiếp, lãnh đạm với mọi người giống như một con mọt sách, thậm chí tính tình hơi lập dị, khó đoán trước. Tuổi Dậu là những người sống theo nguyên tắc, kỷ luật và có khuôn mẫu nhất định. Khi làm việc, họ thường sa vào những lối mòn cũ kỹ, thiếu đi sự mới mẻ sáng tạo. Tuy nhiên, sự cần cù, chịu thương chịu khó của những người tuổi Dậu đã giúp họ xây dựng lên một sự nghiệp vững chắc, ổn định mà không phải ai cũng có thể đạt được. Những người này khá chăm chút vẻ bề ngoài, vì vậy họ sẵn sàng chi trả một khoản tiền lớn để làm đẹp, mua sắm. Tuổi Dậu sẽ không bao giờ trưng diện những món đồ tầm thường, kém độc đáo. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải thật nổi bật với những bộ trang phục lộng lẫy, hợp mốt và không đụng với bất kỳ ai. Nếu làm việc với những người tuổi Dậu, bạn sẽ thấy rằng họ thật tỉ mỉ, cẩn thận và cầu toàn. Đôi khi tuổi Dậu mất thời gian vào những vấn đề không cần thiết. Dù bạn có cố khuyên nhủ,
họ cũng sẽ bỏ ngoài tai và tiếp tục duy trì phong thái làm việc ung dung của mình. Những người phụ nữ tuổi Dậu được mệnh danh là con người của thời đại, họ không chỉ đảm đang tháo vác việc nhà mà còn có thể độc lập xây dựng kinh tế cho mình. Sự mạnh mẽ, giỏi giang, uy quyền của họ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Bạn sẽ ít khi thấy tuổi Dậu có rảnh rỗi bởi đa số họ dành thời gian để phát triển công việc và bản thân mình. Sự chăm chỉ ở tuổi trẻ sẽ mang lại cho họ một tương lai tươi sáng, sung sướng và giàu sang. Tuy nhiên, đôi lúc tuổi Dậu chủ quan làm việc quá sức, bởi vậy họ hay gặp phải những biến cố về sức khỏe. Người tuổi Dậu không quá quan tâm đến tiền bạc và là mẫu người có tinh thần tự lập cao. Họ luôn biết trân trọng những gì đã đạt được, biết vượt qua khó khăn trong cuộc sống để vươn lên. Tính cách này có thể mang đến cho họ sự phù hợp khi bước chân vào lĩnh vực chính trị. Bên cạnh đó, họ còn là người có tư duy nhạy bén và lòng dũng cảm. Nếu hoạt động ở lĩnh vực an ninh, quân đội, họ sẽ mau chóng được đề bạt lên chức vụ cao. Ngoài ra, người tuổi Dậu còn có thể lực tốt, sức khỏe dẻo dai, ưa thích các hoạt động thể thao. Nếu trở thành vận động viên cũng rất phù hợp với họ, khả năng thuyết phục tốt, tài tạo lập quan hệ. Người cầm tinh con gà hoàn toàn có thể đảm đương công việc ngoại giao, đó là lĩnh vực mà họ nên thử sức mình nếu muốn trở nên nổi tiếng và có cơ hội làm giàu. Người tuổi Dậu còn rất khéo tay, tỉ mỉ, cẩn thận và cần mẫn, đặc biệt là nữ giới, do vậy họ cũng nên tìm đến những công việc như liên quan đến hóa trang, may mặc hay lĩnh vực giải trí. Doanh nhân tuổi Dậu tài giỏi, có năng lực tổ chức và lãnh đạo. Đa số doanh nhân tuổi Dậu là người khá cầu toàn, do đó họ luôn đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân cũng như với người xung quanh. Thế nhưng họ thường hành động theo một khuôn thước định sẵn trong tư duy khi giải quyết một vấn đề nào đó. Vì tính cách cứng nhắc này, khi gặp những vấn đề mới ngoài dự kiến, họ đều lúng túng, thậm chí không xử lý được. Tuy nhiên, nếu biết linh hoạt mềm dẻo khi nhìn nhận và giải quyết vấn đề thì công việc của họ sẽ tiến triển thuận lợi hơn. Tận tụy, tích cực và chăm chỉ làm việc là hai đặc điểm của người tuổi Dậu, giúp họ thành công trong sự nghiệp. Họ cũng có xu hướng đặt sự nghiệp làm mục tiêu hàng đầu trong cuộc đời. Có thể nói cuộc đời của người tuổi Dậu gặp phải khá nhiều khó khăn, trắc trở. Vào những thời điểm quyết định, nếu xử lý công việc không tốt, họ sẽ gặp phải nhiều khó khăn, thất bại trên con đường sự nghiệp. Họ không phải là những người luôn có cuộc sống sung túc, nhưng cũng không đến mức nghèo khổ, chật vật. Tuy gia cảnh từ nhỏ có thể gặp nhiều khó khăn hơn người khác, nhưng với ý chí kiên cường chắc chắn họ sẽ vượt qua. Nếu biết nhìn nhận thực tế và luôn giữ vững tinh thần lạc quan, không chạy theo hư vinh, thì cơ hội thành công dành cho họ sẽ rất lớn. Với óc sáng tạo, tầm nhìn xa trông rộng, biết định hướng cho tương lai, thái độ làm việc nhiệt tình chu đáo, người tuổi Dậu luôn đi trước người khác một bước trong mọi việc. Cũng chính vì những ưu điểm đó mà tuy có tài nghệ thuật âm nhạc, văn học, nhưng rất ít người tuổi Dậu hứng thú khi theo đuổi những ngành nghề này. Ngay từ nhỏ, người tuổi Dậu đã có nhiều ước vọng lớn lao, họ sống có lý tưởng cao đẹp nên họ thường được rất nhiều người yêu mến giúp đỡ, tạo cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Là những người thiên về tính thực tế, logic, rõ ràng, không ủy mị hay dễ xúc động, vì thế họ rất thích hợp với những nghiên cứu, thống kê. Họ là những người rất giỏi và tài năng trong những việc như kế toán, quản lý tiền bạc, tài chính, họ còn là những người có khả năng tổ chức cao. Về cuộc đời, sinh tiêu Dậu thông minh, hiếu nghĩa, hiếu học, biết phân biệt phải trái, nhưng sống cô lập, duyên phận nhạt nhẽo với anh em, không đông con, thời trẻ vận khí tốt đẹp, trung niên không hay, vãn niên lại có phúc phận có thể phú quý. Có thuyết cho rằng, người Dậu suốt đời có tài lộc, nhưng có bệnh mãn tính, phải chú ý dưỡng sinh, nên làm việc từ thiện thì trường thọ. Theo tình hình thông thường, trong lịch trình sinh mệnh của người tuổi Dậu từ thời niên thiếu đến khi về già đều xuất hiện sóng gió rất lớn và sẽ có sự lên cao, xuống thấp rất rõ. Đương nhiên những sóng gió và khó khăn này thường không ảnh hưởng lớn đến bạn lắm, nhưng vào những lúc cấp rút mà bạn xử lý không đúng thì sẽ làm hỏng một số cơ hội rất tốt, hoặc để lại cho bản thân những phiền muộn lớn, thậm chí còn làm cho mình ngã không đứng dậy được, hối hận đến suốt đời. Thời niên thiếu, cuộc sống của bạn không được bằng phẳng lắm, có thể bạn vừa vươn lên được bằng người thì đã đứng trước biết bao khó khăn, hoàn cảnh gia đình không giàu có gì. Để sinh sống, bố mẹ bạn phải đi xa để làm ăn và không thể chăm sóc bạn đầy đủ. Bạn lúc no, lúc đói, phải dựa vào sự giúp đỡ của những người tốt bụng để lớn lên. Nhưng nói chung, vận số của bạn không hoàn toàn xấu, mặc dù bạn cả đời vất vả, nhưng kết quả lại không tầm thường. Chỉ cần bạn chú ý thật nhiều vào việc thực hiện mọi việc, không nên quá theo đuổi những điều huyễn hoặc thì cơ hội thành công sẽ rất lớn. Về phương diện tài vận, với tính cách đặc hữu của người tuổi Dậu, sẽ giúp bạn biến hy vọng nhỏ thành rất lớn, và với lý tưởng cao cả đó, cả đời bạn sẽ có tài vận rất tốt. Mỗi khi bạn cảm thấy túi cạn tiền là tự nhiên sẽ có con đường thu nhập khác.
giúp bạn giải quyết được mọi vấn đề. Bạn không giỏi việc chèn ép người khác để kiếm tiền cho có thu nhập ổn định, có thể tự lập nghiệp. Vì thế, tuy bạn có chuyên tâm vào công việc mà bạn yêu thích, nhưng rất khó tránh khỏi thu nhập thấp làm bạn cảm thấy đau khổ. Nhưng nhìn về lâu dài, thì tài vận của bạn khá tốt. Ngoài ra, bạn có tính xa xỉ bẩm sinh, rất muốn có những đồ vật quý hiếm, nên thường không tiếc tiền bỏ ra số tiền lớn để mua. Vì thế, việc chi tiêu thường vượt quá mức thu nhập. Hơn nữa, cùng với việc thu nhập tăng cao, thì số tiền chi tiêu cũng tăng cao. Nếu bạn muốn để dành tiền, chi bằng hãy dùng tiền để mua cổ phiếu chứng khoán, bất động sản hoặc món hàng nghệ thuật. Đó là phương pháp vận dụng để giữ tài sản tốt nhất. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tuổi Dậu là những người có ý chí, quyết tâm vững và họ không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ điều gì. Càng về sau tài lộc càng dồi dào, không lo thiếu thốn về tài chính. Tuổi Dậu là những người độc lập, luôn tự mình giải quyết công việc, không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và cũng không ngần ngại chi tiêu chúng. Thậm chí tuổi Dậu còn chi tiêu một cách hoang phí, chả bao giờ những người này tiết kiệm được tiền của. Bởi vậy dù tài chính rất mạnh, nhưng tuổi Dậu vẫn thường xuyên trong tình trạng rỗng túi. Tổng quan tử vi năm 2024 âm lịch của cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, xét theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc, mệnh hỏa của năm, tương sinh với mệnh thổ của tuổi, hỏa sinh thổ, như vậy là rất tốt, can kỷ tương hợp với can canh, chi Dậu lục hợp với chi Thìn. Năm 2024 này, nam và nữ mạng Kỷ Dậu sẽ có nhiều thuận lợi và may mắn trong công việc, thành công đến nhờ vào kiên định, chiều sâu trong nghề nghiệp. Nếu mệnh chủ có tầm nhìn dài hạn, sự bền bỉ, ý chí dũng cảm, thì gặp chuyện gì cũng có thể giải quyết, trái ngọt nhất định ở phía trước. Vận trình tử vi của cô bác tuổi Dậu 1969 trong năm Giáp Thìn nhắc nhở bản mệnh không nên chủ quan, đắc ý. Muốn mọi sự thuận lợi thì nên có sự khiêm nhường, suy xét tính toán kỹ lưỡng thì thành công mới được vững bền. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nam mạng tuổi Kỷ Dậu có sao Thổ Tú chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Thổ Tú là sao chung vừa tốt vừa xấu. Chủ về xuất hành, thị phi, sao Thổ Tú gây ảnh hưởng với những tuổi có tính tình dễ nóng nảy bảo thủ. Còn nếu nam Kỷ Dậu làm việc luôn có sự chuẩn bị, tính trách nhiệm và tâm huyết thì không cần quá lưu tâm, dù gặp nghịch cảnh hay thuận cảnh đều bình tâm tin tưởng vào chính mình. Đối với nữ mạng, năm 2024 nữ mạng tuổi Kỷ Dậu có sao Vân Hớn chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Vân Hớn là sao chung vừa tốt vừa xấu. Chủ về các vấn đề giấy tờ, kiện tụng, gặp sao này nếu nữ Kỷ Dậu là người ôn hòa, cẩn thận, bao dung thì sẽ tránh được những thị phi không đáng có. Ở độ tuổi này, mệnh chủ đã hiểu được căn nguyên mọi việc, thấu hiểu nhân thế, vì thế càng bình tĩnh đối diện hiện thực, cuộc sống càng thuận lợi và bình an. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Kỷ Dậu trong năm Giáp Thìn này gặp hạn ngũ mộ, vận hạn chủ về hao tốn tiền bạc, tài lộc. Vì thế mệnh chủ nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân, quản lý tài chính cẩn thận, không nên nóng vội đầu tư khi chưa tìm hiểu kỹ lưỡng. Để giảm từ vận hạn, nam mạng tuổi Dậu 1969 nên cẩn trọng trong chuyện hợp tác làm ăn. Khi ký tá hợp đồng bản mệnh phải đọc kỹ điều khoản. Khi hợp tác cần phải rõ ràng về tiền bạc, luôn khiêm tốn, tránh chuyện thị phi bao đồng thì mọi việc sẽ bình an. Đối với nữ mạng, trong năm Giáp Thìn này gặp hạn ngũ mộ, đây là vận hạn chủ về hao tốn tiền bạc, tài lộc. Vì thế mệnh chủ nên quản lý tiền bạc cẩn thận để không bị hao hụt. Bên cạnh đó, nữ mạng tuổi Dậu 1969 nên vận động thường xuyên, không thức khuya, ăn ngủ điều độ để cơ thể có nhiều năng lượng tích cực. Khi suy nghĩ thông suốt, khí huyết lưu thông tốt thì sẽ tỉnh táo trước mọi việc, tránh được những cám dỗ cạm bẫy bên ngoài. 3. Vận niên. Vận niên của nam và nữ mạng Kỷ Dậu năm 2024 là mã ngộ đao, tức là ngựa bị thương. Năm có vận niên này thì cần chú ý khi xuất hành đi xa, nếu bản mệnh biết tập trung vào công việc của mình, tránh nóng nảy, điềm tĩnh trước mọi vấn đề thì công việc được thuận lợi, gia đình, vợ chồng, con cái của mệnh chủ dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài. Tiếp theo sau đây là đánh giá tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969, Tết 2024 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp âm lịch nhận thấy, người tuổi Kỷ Dậu đón xuân năm mới với tinh thần hân hoan khi vạn sự cát lành, nhiều tin mừng ập đến, đầu năm mới hành sự hanh thông, hứa hẹn thu hoạch kết quả tốt lành, công việc có nhiều chuyển biến tích cực, nhờ nguyệt lệnh lâm đế vượng là điềm báo vượng vận quý nhân, đường công danh được trợ lực lớn, gặt hái thành quả đáng nể. Tuy trong quá trình làm việc vẫn gặp chút trở ngại ban đầu, nhưng mức độ không lớn,
sau cùng vẫn được xử lý đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cục diện. Trong tháng có thiên hình tàng ẩn, kẻ tiểu nhân quấy phá, mệnh chủ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh hung hiểm. Tài vận duy trì ở mức bình ổn, hầu như không có thứ tài, thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại. Nhưng bạn vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm hốt tay trên, lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến bạn phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Phương diện tình cảm tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn trong tình yêu đôi lứa, gia đạo an yên sau khi tuổi Dậu và nửa kia chung tay giải quyết xung đột trong gia đình. Người độc thân có đào hoa khoe sắc, có thể nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều. Nếu đang trong một mối quan hệ, bạn nên chuyên tâm và nghiêm túc hơn với người kia, tâm lý cả thèm chóng chán, yêu đương tùy hứng hay giận hờn vô cớ sẽ chỉ càng khiến đường tình duyên của bạn thêm chút bất ổn. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Kỷ Dậu 1969, Tết 2024 âm lịch. Tử vi Tết 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu trong đầu năm mới này đang có nhiều bước tiến đáng mong đợi. Nguyệt lệnh lâm đất đế vượng, thời gian này vận quý nhân của bạn khởi vượng, làm gì cũng dễ tìm được quý nhân giúp sức. Các kế hoạch mà con giáp này đề ra đều được đánh giá cao, có dự án lập tức được phê chuẩn để tiến hành, có nhiều lời khen ngợi bởi những suy nghĩ táo bạo độc đáo của bản mệnh. Các khí lan tràn rất phù hợp cho việc tiến hành dự án hay kế hoạch mới, khởi nghiệp cũng khá thích hợp, mọi việc hanh thông trơn tru, hứa hẹn mang tới nhiều điều bất ngờ. Đầu xuôi đuôi lọt, ngay thời điểm đầu năm mà vạn sự cát lành, nhiều tin mừng ập đến như vậy, hứa hẹn vận trình cả năm sẽ vô cùng hanh thông. Thời điểm này, những chú gà càng chủ động bao nhiêu thì càng dễ gặt hái được thành công. Bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước để tích lũy thêm kinh nghiệm, tránh những sai sót không đáng có. Tuy nhiên, trong tháng có thiên hình hung tinh tàng ẩn, kẻ tiểu nhân quấy phá, không thể không đề phòng, mệnh chủ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh hung hiểm. Dường như những bước thăng tiến quá nhanh sẽ khiến tuổi Dậu trở thành cái gai trong mắt kẻ lòng dạ hẹp hòi, thành mục tiêu để tiểu nhân quấy phá. Làm gì cũng nên khiêm nhường, đừng hống hách, ngạo mạn quá mức mà mang họa vào thân, những trở ngại ban đầu đó sẽ sớm qua nhanh. Quý nhân giúp bạn thêm phần minh mẫn và tỉnh táo, cộng thêm năng lực và sự nhạy bén vốn có, con giáp này vẫn có thể xử lý mọi chuyện đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cục diện. Để kích hoạt vận khí cát lành thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, tuổi Dậu có thể ứng dụng phong thủy vào cuộc sống thường nhật. Trên bàn làm việc, bạn có thể đặt biểu tượng thuyền buồm phong thủy để mong cầu sự thuận lợi suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió trong công việc. Xét phương diện tài lộc, tuổi Kỷ Dậu 1969, Tết 2024 âm lịch. Xét về tử vi tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Kỷ Dậu trong Tết 2024 âm lịch duy trì ở mức bình ổn, hầu như không có thứ tài, thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại. Nhưng bạn vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm hớt tay trên, lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến bạn phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Thêm nữa, tháng này có kiếp tài chiếu mệnh nên tuổi Kỷ Dậu càng khó giữ tiền trong tay, con giáp này chi tiêu khá nhiều cho những kế hoạch đầu năm. Có chuyện là không thể tránh, nhưng có chuyện hoàn toàn là do bạn quá thoáng tay, bản mệnh cần phải cân nhắc trước khi tiêu tiền. Với người làm kinh doanh, sự bình ổn hiện tại có thể coi là một sự thụt lùi, điều này khiến mệnh chủ vô cùng đau đầu, muốn thay đổi tình trạng hiện tại nhanh chóng để không bị rớt đầu năm. Song bạn đừng vì tham mà thâm, bởi khi thứ tài không có thì muốn gặp may về tiền bạc cũng khó, càng đầu tư kinh doanh nhiều thì càng dễ thua lỗ nhiều. Tháng có nhiều hung tinh hao tài, như xuất hiện như tháng này, chỉ cầu ổn định là may, không cầu mong đại phát đại lợi. Bạn tốt nhất nên tránh xa các hạng mục đầu tư mạo hiểm, tránh bất trắc xảy ra, có tiền nên tích lũy đợi thời cơ trở mình sẽ tốt hơn. Xem phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào hướng đông bắc, gặp cửu tử chủ may mắn cát lành, đây được coi là phương vị vượng tài khí, cát khí. Tại đây bạn có thể đặt biểu tượng cóc ba chân ngậm tiền để dễ dàng thu hút nguồn năng lượng tích cực vào nhà, công việc thuận lợi, tiền bạc hanh thông. Xét phương diện tình duyên, tuổi Kỷ Dậu 1969, Tết 2024 âm lịch. Năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của cô bác tuổi Kỷ Dậu thường xuyên sum họp, không khí vui vẻ đầm ấm. Bản mệnh thường tổ chức các buổi gặp mặt để các thành viên trong gia đình gặp gỡ, ôn lại chuyện cũ, hướng về nguồn cội hoặc truyền đạt lại kinh nghiệm sống cho con cháu. Dù là năm 2024 hay sau này, bản mệnh nên thông cảm thấu hiểu và bao dung cho con cháu khi lớp trẻ bận rộn với cuộc sống, hãy động viên con cháu nỗ lực,
cố gắng bằng những lời thăm hỏi nhẹ nhàng, không nên hờn trách hay can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của thế hệ sau, để gia đình phát triển tự nhiên và đạt được thịnh vượng. Xét phương diện sức khỏe tuổi Kỷ Dậu 1969, Tết 2024 âm lịch. Bước sang tuổi 56, cô bác tuổi Kỷ Dậu nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, hãy lập kế hoạch thể dục thể thao, ăn nghỉ phù hợp và đồng thời thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa bệnh, tập thể dục đi bộ nhẹ nhàng mỗi tuần, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, đi ngủ đúng giờ sẽ giúp cơ thể cô bác Kỷ Dậu xương khớp chắc chắn, khí huyết lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng nên duy trì tinh thần vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ tích cực để thân tâm đều được khỏe mạnh. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để cô bác có một năm mới bình an may mắn. 1. Hóa giải sao bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà, hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. 2. Cách hóa giải hạn năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng, không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý, khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn, chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại, tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm, không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Quý vị thân mến, đầu xuân năm mới người Việt ta có truyền thống chọn người hợp tuổi đến sông nhà để cầu mong một năm may mắn, tài lộc sung túc. Gia chủ tuổi Dậu 1969 nên chọn các con giáp tuổi Tỵ, Sửu theo tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu hoặc tuổi Thìn theo nhị hợp Dậu, Thìn. Ngoài ra, nam mạng Kỷ Dậu 1969 cũng có thể chọn những người mệnh hỏa tương sinh với mệnh thổ của tuổi. Sau đây là những tuổi rất hợp sông nhà cho gia chủ nam mạng Kỷ Dậu 1969, Ất Sửu 1985, Mậu Thìn 1988, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Sửu 1997, Canh Thìn 2000, Tân Tỵ 2001. Người đến sông đất đầu năm là nam hay nữ đều được, chỉ cần là người hợp tuổi, có nhân cách sống tốt đẹp, tử tế sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, an khang thịnh vượng trong năm mới. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành mùng 1 Tết, bản mệnh muốn đón tài thần thì đi về hướng Đông Nam, đón hỷ thần thì đi về hướng Đông Bắc. Các khung giờ hoàng đạo tốt cho việc khởi hành như sau: giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Vâng, thưa quý vị, tháng ngày hối hả đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già, chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái. Qua một ngày mất một ngày, qua một ngày vui một ngày, vui một ngày lãi một ngày, hạnh phúc do mình tạo ra, vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người. Niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy, hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận. Điều quan trọng là ở tâm trạng, tiền không phải là tất cả, nhưng không phải không là gì, đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân. Khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi, nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn, nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui, thì tại sao không bỏ ra mà mua, nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ, người khôn biết kiếm tiền biết tiêu tiền, làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó. Quãng đời còn lại càng ngắn, thì càng phải làm cho nó phong phú, người ra phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với ông sư khổ hạnh, hãy làm con chim bay lượn, cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già. Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ,
Sức khỏe là của mình, cha mẹ yêu con là vô hạn, con yêu cha mẹ là có hạn, con ốm cha mẹ buồn lo. Cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi, con tiêu tiền cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ, nhà cha mẹ là nhà con. Nhà con không phải là nhà cha mẹ, khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình, ốm đau trông cậy ai, trông cậy con ư, nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu, cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử. Trông vào bạn đời ư, người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi, trông cậy vào đồng tiền ư, chỉ còn cách ấy. Thế sự là vậy, đành cam chấp nhận, am hiểu vô thường, để tự trấn an và an ủi người phối ngẫu, trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp lại không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau, cái được người ta chẳng hay để ý, cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào cách thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quý trọng, biết nhận lấy những gì mình đã có và đang có, không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn. Cần rộng mở tấm lòng, tử tế hết sức mình, yêu cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình, tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư, biết đủ thì lúc nào cũng vui. Chi túc thường lạc, tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui, tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui. Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như có cống hiến. Có thể yên lòng không hổ thẹn với lương tâm là được, huống hồ nghĩ ra ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên. Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao, quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn thì làm, ai nói sao mặc kệ, vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình. Sống ở trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn, thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở, chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong. Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già, tuổi không già tâm già, thế là không già mà già, nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe già, sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức, ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ, quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được, quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu, mọi thứ đều nên vừa phải. Người ngu gây bệnh, hút thuốc, say rượu, tham ăn, tham uống, người dốt chờ bệnh, ốm đau mới đi khám chữa bệnh, người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống, chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy. Tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị. Tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết. Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hãy thể nghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh, hoàn toàn khỏe mạnh, đó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp, đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu, con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình, đó là cuộc sống lành mạnh. Trong những lời Phật dạy có câu, sai lầm lớn nhất của đời người làm mất mình, phá sản lớn nhất là tuyệt vọng, lạc quan là một cẩm nang, nên luôn mang theo bên mình, cô đơn là chất độc như cholesterol trong thức ăn dầu mỡ. Cuộc sống tuổi già nên đa tầng đa nguyên, nhiều màu sắc, có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có cả một nhóm bạn già, tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc, hạnh phúc được tăng lên nhờ những người bạn xung quanh, nhưng không nên phụ thuộc vào họ. Con người ta chịu đựng hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình, thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào. Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu, nhớ chuyện xa xưa, gấm nhậm lại quá khứ, đến giai đoạn xế bóng, người ta đã đi chót con đường sự nghiệp. Vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đứng ở sân cuối cuộc đời, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, nên thiết tha tìm lại những tình cảm chân thành.
về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thổ nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ. Có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống, quý trọng và được đắm mình trong những kỷ niệm thơ ấu là một niềm vui lớn của tuổi già. Ông bà ta thường khuyên, con nước còn tát, muốn ngẩng đầu thì đừng đi bằng đầu gối. Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng, không hài lòng thì mặc kệ nó, đó cũng là một sự giải thoát. Trên trần thế mấy ai có cuộc sống hoàn hảo, chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt. Chết sống do mệnh trời, sống chết không hẹn thời kỳ, cuối cùng cho tàn cũng trở về với cát bụi, ai cũng phải đi qua con đường đó, đi thế nào chính mình cách lựa chọn. Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời không chống lại được, khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi, cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm, và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.